quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng như hiện nay, các chuyên gia và giới doanh nghiệp cho rằng việc kết nối cung cầu hàng hóa đóng một vai trò quan trọng, mở ra cơ hội để các doanh nghiệp giao lưu, tìm kiếm và chia sẻ thông tin, liên kết phát triển thương hiệu, đầu tư sâu về chất lượng hàng hóa, nâng cao sức cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ cho hàng Việt. Hàng Việt đã dần khẳng định được vị thế tại thị trường trong nước. Nhiều doanh nghiệp Việt đã có bước phát triển và vươn lên tạo dựng được thương hiệu mạnh, đủ sức cạnh tranh với các thương hiệu lớn của nước ngoài. Các doanh nghiệp sản xuất, phân phối đang hoạt động rất tích cực, nỗ lực tạo chuỗi liên kết, hình thành mối quan hệ hợp tác tiêu thụ sản phẩm của nhau, góp phần đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, giới thiệu sản phẩm có chất lượng đến với người tiêu dùng, tiếp cận với thị trường mới. Nhằm thúc đẩy việc tiêu dùng sản phẩm hồ tiêu ngày càng phát triển tại thị trường nước lẫn trên cái thị trường thế giới, thì công ty chúng tôi luôn luôn cam kết và quản lý chất lượng sản phẩm từ vườn, nông dân đến nhà máy cho đến thành phẩm cuối cùng để đến tay người tiêu dùng, nhằm giới thiệu quảng bá sản phẩm hồ tiêu của chúng tôi đến với bạn bè trên toàn thế giới, phối hợp với các tập đoàn bán lẻ uy tín trong nước, tham gia vào các hoạt động xúc tiến thương mại, chương trình khuyến mãi dùng thử đến người tiêu dùng, nhằm thúc đẩy khách hàng lựa chọn ngày càng nhiều hơn. Chúng tôi thì cũng mong từ phía cơ quan nhà nước, đó là bằng các hình thức, đó là tổ chức nhiều cái cuộc xúc tiến thương mại giữa các vùng miền, để từ đó các cái doanh nghiệp của các vùng miền được giao lưu và bán cái sản phẩm chéo, cũng như là giới thiệu các cái sản phẩm của địa phương mình tới cái địa phương đó. Thì thông qua các cái xúc tiến thương mại cũng như hội chợ triển lãm hoặc là festival, và kêu gọi được nhiều doanh nghiệp của các tỉnh thành hội tụ lại với nhau để quảng bá những cái sản phẩm đặc sản của địa phương mình. Việc thực hiện hiệu quả của vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam thời gian qua đã góp phần nâng cao giá trị hàng Việt lên một tầm cao mới. Nhiều thương hiệu sản phẩm dịch vụ của Việt Nam được công nhận là thương hiệu quốc gia, thương hiệu mạnh, thương hiệu uy tín, hàng Việt Nam chất lượng cao, không chỉ ở trong nước mà đã định danh ở nhiều thị trường trên thế giới. Để nâng cao giá trị của hàng Việt, Bộ Công Thương đã triển khai nhiều chương trình kết cầu nội địa, mở rộng thị trường trong nước, hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên quy mô toàn quốc. Để giúp cho cái việc tiêu thụ hàng hóa của các doanh nghiệp mà sản xuất tại Việt Nam nhiều hơn nữa, chúng tôi thống nhất trong cái việc mà hỗ trợ ưu tiên các cái hàng của Việt Nam để có thể có mặt, và thứ hai nữa là có thể tiêu thụ được trong hệ thống siêu thị, hệ thống phân phối lớn ở tại Việt Nam. Và trong cái việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như chất lượng đối với các sản phẩm tiêu thụ ở Việt Nam cũng như là xuất khẩu. Theo đánh giá của Bộ Công Thương, các chương trình kết nối cung cầu, tuần hàng Việt, hội chợ, triển lãm chuyên đề hàng Việt được tổ chức ngày càng chuyên sâu và hoạt động chuyên nghiệp hơn. Các địa phương đã chủ động phát huy tối đa tiềm năng thế mạnh của từng địa phương để liên kết sản xuất hàng hóa đạt chất lượng, hình thành các chuỗi cung ứng từ sản xuất đến tiêu thụ, mở rộng sản xuất trong nước và phát triển vào hệ thống phân phối nước ngoài tại Việt Nam. Bình Dương cũng đã có tổ chức triển khai 4 cái phiên chợ đưa hàng Việt về khu công nghiệp và cụm công nghiệp. Thì đây là những cái hoạt động mà mang tính thiết thực, cụ thể như là những cái chuyến đưa hàng Việt về nông thôn tại khu cụm công nghiệp, thông qua các tổ chức cái buổi hội chợ cũng như là buổi kết nối giao thương tại các những cái siêu thị, cũng như là tại những cái hoạt động của ở huyện, thị xã. Theo ghi nhận của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương của vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, để các chương trình kết nối cung cầu hàng hóa đạt hiệu quả, trong mối liên kết cung cầu tiêu thụ hàng hóa, bản thân các doanh nghiệp cần tăng cường công tác mở rộng thị trường trong nước, đầu tư để xây dựng thương hiệu cho hàng Việt. Mặt khác, tại các địa phương, khi xây dựng các chương trình kết nối cần phát triển đa dạng loại hình doanh nghiệp, tổ chức kết nối mạnh mẽ trong sản xuất, tiêu thụ hàng hóa, không ngừng đổi mới hình thức kinh doanh, đồng thời kết hợp với chương trình bình ổn thị trường, xây dựng nông thôn mới, chương trình người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam để tạo thêm sức mạnh cho hàng Việt ngày càng lan tỏa.